Quỳnh sẽ gửi đến tất cả quý vị và các bạn là một cái đỉnh thác thác Lô. Theo như người địa phương nói là cái thác này là mình đi xuống bậc thang của nó là tới hơi trăm mấy bậc. Nhưng không biết là bây giờ mình cũng muốn khám phá và chinh phục. Mà cái chân mà đi lên nó không biết là đi cái đổi hay không. Nhưng mà bây giờ là người miền Trung là sẽ quay cho tất cả quý vị và các bạn là xem là khi mình đi xuống là coi cái đỉnh thác như thế nào, nó đẹp hay không, và nó thật sự là nó hùng vĩ như thế nào. Mà tại sao cái đây là những bậc thang của cái người mình làm hết là gọi là nhân tạo á, không phải bậc thang tự nhiên. Như các bạn xem là cái bậc thang đây là nhân tạo hết, là làm bằng xi măng cốt thép, chứ không phải là cái bậc thang mà tự nhiên của cái thác. Nhưng mà nếu mà cái thác này nó quá hùng vĩ quá đẹp thì người ta mới làm được những cái bậc thang như thế này. Thì đây là cũng lần đầu tiên mà người miền Trung đến cái thác này để khám phá. Thì bây giờ mong tất cả quý vị các bạn theo chân của Thanh Tùng để đi xuống những cái bậc thang như hiện hồi nãy giờ. Còn video Thanh Tùng quay là không ngứt khi mà xuống bậc thang cuối cùng, cũng như là không có lắp ghép sửa chữa gì hết, để cho quý vị và các bạn để xem tận mắt là những bậc thang nó ra sao, và để xuống cái đỉnh thác cuối cùng, cũng như là cái lót nữa mà đi lên cái đỉnh cái bậc thang nghe nói là hơi trăm mấy bậc. Là bây giờ cũng mong muốn tất cả quý vị các bạn để theo chân Thanh Tùng để chinh phục cái đỉnh thác nó như thế nào, hùng vĩ hay là sâu hay là sâu, mà người ta họ làm cái bậc thang nó kiên cố như thế này, chứ không phải là một cái đỉnh thác như thác Tráng là mình đi theo cái men núi của người dân tộc họ làm, là theo những cái đó rồi người ta đục đéo hay là làm này kia nọ. Còn đây là những cái bậc thang, là bậc thang bằng bê tông cốt thép. Cũng mới chân thiệt á. Đi xuống không biết là nó rất là khỏe. Như quý vị các bạn đã xem đó, đi xuống thì từng bậc nó rất là khỏe. Nhưng không biết đi lên, đi chậm nữa rồi. Và quý vị xem là mình bước được lên tới đây không, có đó cái đó thì cái chuyện không biết. Bây giờ xuống thì nó rất là khỏe, nhưng mà cái theo cái độ dốc là hơi trăm mấy bậc, là một bậc nếu mà tính trung bình của nó là hiện giờ như các bạn xem là chắc cỡ là độ cao của 20 á, mà độ dốc nữa, mà một bậc của nó là 20 hai mấy, có thể hai mấy, được xui nữa. Thì mà hơi trăm mấy bậc thì không biết là sao mà cây cái thoát ra như thế nào, hùng vĩ như thế nào. Đàn tới là bọn ơi. Đúng là một cái thoát khe như người miền Trung nghĩ là chắc cái thoát chắc cũng hùng vĩ lắm, người ta mới làm được một cái bậc tầm cấp, có thể là những bậc cấp để cho mình đi toàn bộ là bê tông cốt thép hết, chứ không phải là đá tự nhiên. Nhưng mà tại sao cái điểm du lịch đây lại không có một người? Tá chưa tổ. Đi xuống nó khỏe. Nhưng mà không biết đi lên á. Như đây là hiện giờ là đang ở cái bậc cuối cùng đây. Như tất cả quý vị và các bạn đã xem là chắc những cái bậc thang trên cùng thì không thể nhìn thấy được đâu. Tại vì nó hơi tiền, nhưng mà mình không có thấy được. Chỉ thấy từ cái này trở lên thôi, chứ tới hình như họ chia từ khoảng trên cùng kia là nó còn tới ba khoảng như vậy nữa, là nó tính ra hơi trăm mấy bậc. Còn bây giờ thì để đi quay cái thác đẹp hay không
cho tất cả quý vị các bạn để xem. Hiện giờ là đang thấy cái nước chả là dưới thoát đầy dưới cái chân thoát, nhưng mà không biết là cái thoát có đẹp như thế nào, hùng vĩ như thế nào, để mong tất cả quý vị các bạn cùng xem nha. Như xung quanh ở đây là thấy như theo được biết là cái rừng xung quanh cái thoát đây là cây nguyên sinh hết. Hồi tối đi tỉnh coi và mong tất cả quý vị các bạn bây giờ theo chân của Thanh Tùng nghe. Đi ra đỉnh nè. Đi ra những phiến đó mà để xem cái thoát như thế nào. Thôi bỏ đồ dép đi. Bỏ đồ dép. Như quý vị và các bạn đã biết là hiện giờ là cái thoát đang chảy, nhưng mà không biết là cái nguồn gốc chỗ nào mà để cái thoát nó chạy xuống cái này. Là bây giờ anh em chúng tôi cũng đang chinh phục, đang xem thử là cái nguồn gốc chỗ cái thoát chỗ nào là mới đi lên chỗ đó được. Là đó đây nó hơi trơn nè, là nước nó chảy là nó hơi đông meo, thì đi phải cẩn thận. Không qua được không? Từ từ mày. Nếu mà nói về chinh phục đỉnh thoát thì hình như là thấy cái thoát đây không có một bóng người luôn. Đây là cái phía dưới của đỉnh thoát này. Phía dưới đó thì mình cũng không nên có phớ làm gì. Bây giờ mình đi lên phía tây để tìm cái nguồn gốc của cái đỉnh thoát có chảy xuống nó đẹp hay không. Đây. Từ lỗ. Trần lắm á. Từ từ lỗ nghe. Từ gì đó nó hồi đông mè. Mà như là trên cái khúc này thì nó có một cái những cái rãnh nước nó hơi sâu, là đớ nó đang mè quá, cho nên không thể là mạo hiểm để lội qua cái khúc đó được. Thì bây giờ anh em chúng tôi bây giờ đi theo cái con đường mòn mà chắc cũng có những người mà để thông quan thám hiểm rồi, để đi qua cái con đường mòn phía bên phải của mình đây. Đây phía bên phải của mình nó có cái con đường mòn để đi lên. Thì bây giờ anh em không được, trở ra đi qua cái đường mòn kia đi. Quá lễ đi cái đường mòn kia lên kìa. Cái đường mòn bên đây nè. Ngay đây có đường mòn lên nè, cho ngay đây nước có sao giờ sao đi được. Quá lễ đi. Theo như Thanh Tùng được biết là nó theo mình đi theo cái con đường mòn đây là nó nằm bên trong của cái thoát, để đi lên cái thoát nó thuận tiện hơn. Chứ như nãy là cái đường mà chính của cái thoát lên là mà theo chân mình lên không được, có thể là nó trượt đó, nó chảy là râm ri nó nhiều. Rồi giờ để lên coi thử cái thoát nó ra như thế nào, là nó trong đây nó có một cái đường mòn. Trời này cái phiến đó cầu tàu kì. Hình như cũng gần tới cái thoát rồi đó. Cái đường này là đường bên trong của cái thoát, chứ không phải là cái đường chính của cái thoát này. Mong tất cả quý vị các bạn thông cảm. Thì nói cho đúng là cái đường trong nó cũng là đớ, mà nó không có chảy mà không có trơn như là cái đường ngoài.
Đây, bây giờ đã tới cái đỉnh thoát rồi. Tiền như có hơi người. Tiền có hơi người đang lòi gì tiên đỉnh thoát á. Đó, như quý vị các bạn xem là cái đỉnh thoát nó. Vẫn có người không biết họ làm người ta làm gì tới nó. Đúng nữa thoát quá đẹp. Mà cái đỉnh thoát đây là nó chảy xuống là quá đẹp. Không biết bây giờ để khám phá tiền đỉnh thoát à, thì bây giờ anh em chúng tôi cũng phải à, lên trên cái đỉnh thoát để khám phá thử là cái đỉnh thoát nó như thế nào. Bây giờ anh em chúng tôi cũng à, chinh phục cái đỉnh thoát và phải lên trên tận cái đỉnh thoát mới à, biết được là trên cái đỉnh thoát nó như thế nào. Thì mong tất cả quý vị của bọn theo chân anh em chúng tôi nghe. Lỡ được không? Được, mới tính thành bộ bản đặt luôn rồi. Có chừng đó trời nha, lỡ được không ạ? Cái đây người ta nói là kinh nghiệm của người đi thoát này. Tại đây chúng tôi nắm tay nhau để đi qua cái thoát này. Ví dụ như nó có trơn có trật gì là cũng con có. Kia nó à, người kia nắm tay người nọ nó không có bị té. Nhưng mà đi theo cận cảnh mà như quý vị các bạn xem đó. Là đi qua cái cảnh thoát ra là phải lội qua cái dòng nước đang chảy này. Mới qua được cái đỉnh thoát. Đi lên. Thì chúng tôi bây giờ cũng đang đi qua để thử muốn xem được là cái thoát nó chảy như thế nào, là nguồn nước từ đâu mà nó đẹp như vậy. Chỗ nào sao này, ướt quần rồi. Thôi lỡ ướt rồi cho nó ướt đi. Lỡ qua thì nó mới cái tay hóa mai là ướt quần thôi. Lỡ ướt rồi cho nó ướt luôn. Như theo cái dàn thoát là đơn chảy này. Hình như trong này cũng có hơi anh đơn. Như là tới cận cảnh cái dàn thoát là nó quá đẹp các bạn. Mày gọi là tin lắm chiều lại cái bắt ốc có việc về nhậu cho vui à, kiếm chứ màu nhậu. Theo như hơi anh ở trong một cái vùng thoát này là anh nói là ra ngay chỗ cái trường thoát để kiếm những con ốc đó đó con anh ốc đó để bị lầm đồ màu nhậu em đúng nè nè. Thoát này là chảy rất là đẹp. Có ngày mà tụ bây giờ cũng đoàn chinh phục cái đỉnh thoát từ từ lên mà ơi.
Lê được không? Như các bạn biết là tổ đoàn le lên cái đỉnh thất. Để dùng lần lại các bạn xem cái đỉnh thất của mình thì nó là tổ giờ đó hiện giờ đang ở trên cái đỉnh thất. Vô tràng đi, đừng có ra ngoài nữa. Từ từ theo như bây giờ Thanh Đồng cũng muốn theo chân của tổ để lên chinh phục một cái đỉnh thất nó đẹp như thế nào, hùng vĩ như thế nào. Đây cái đỉnh thất luôn, mong tất cả quý vị là các bạn là theo chân của Thanh Đồng nghe. Vậy là tranh đỉnh thất, chinh phục cái đỉnh thất như thế nào? Đó, sao đi nó dễ chạy quá mà. Đâu? Ê? Từ từ chứ, đi rồi giống đi cho nhanh được cái đó đây. Dương tổ bây giờ nó đang ở bên kia. Đừng có xuống dưới. Lê lên trên kia đừng có xuống dưới. Mọi hiểm lắm không có được. Lên trên đây. Ê, tổ, lên trên đây. Đúng là một cái thất quá hùng vĩ. Hiện giờ là Thanh Tùng cũng đang ở trên cái đỉnh thất, nó chạy rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà không mà quen với cái người mà đi không quen đi thất thì cũng không nên là mạo hiểm những cái thất như thế này, tại vì nó chảy, nếu mình rớt xuống dưới là không còn một cái gì hết. Mà qua chi bay nó thì mà nó sâu ở dưới đó mà làm sao mà qua được. Đường vậy? Nó chụp rồi nhưng mà cái má mày chụp chưa được. Còn đây là phía trong của cái thớt này. Trong cái thớt thì nói chung là nước suối rồi chảy bình thường thôi chứ không có cái gì là đẹp hết. Chứ là cái thớt là đẹp thôi. Như xung quanh này có bọn biết là rừng đây là nguyên sinh luôn.
ở xung quanh đây là rừng nguyên sinh luôn, không có một cái rừng, cái cây gì người ta trồng hết là ra tự nhiên bao tổ luôn. Thôi đừng có ra nữa tổ ơi, thôi qua vô đi, qua vô xuống dưới chụp đi, đừng có ra nữa, mù hiểm lắm không được. Đúng là thoát quá đấy. Đúng là ngày nó quá mù hiểm. Thôi lấy đi. Như đây là một cái thoát, như các bạn biết là đứa có thể nói là không phải như là cái đứa vâu hay là đứa như kia, như những cái thoát khác. Còn cái đứa đây là anh em chúng tôi đi là rất an tâm, là tại vì nó có cái đội nhóm. Hình như cái đó là theo như cái nhân tổ là nó có một cái đủ bóm sao á, cho nên dù nó ở dưới nước nhưng mà nó không có đóng me như là những cái đó khớt. Như các bạn xem là đó cận cảnh là những cái viên đó này nè, hình như nó nứt nứt nè, nó có những cái đường kẻ là đi rất là an tâm. Bây giờ anh em chúng tôi đi xuống cái thoát. Như quý vị và các bạn biết là bây giờ hiện giờ tôi đứng dưới chân thoát này là anh em chúng tôi bây giờ theo cái con đường mà thoát nước chảy để về cái chỗ nào vị trí cũ là mình bước chân xuống cái chân thoát. Hồi nãy là tôi đi đường tét là trong cái đường mòn, bây giờ đi về cái đường nó chảy xuống ở chỗ cái khúc mà hơi trăm mấy bậc thang mà để bước xuống đó, thì mong tất cả quý vị và các bạn cùng xem nghe. Đi đổ đi. Mình bây giờ mà đi cái đường kia mình lậu qua chứ bây giờ nó ướt rồi. Theo cái đường thoát cái này. Hả? Có đường kia em đi mà. Thì nó ướt rồi, bây giờ cho nó ướt luôn. Bây giờ nó không dám ướt gì đâu, đường nào phải lậu qua cái chỗ này. Từ từ đi. Hả? Hả? Ở biết cái gì nó khôn một con rồi biết. Cái nãy giờ khô mà không ướt. Bây giờ đường nào cũng ướt quần rồi. Mình đi theo cái đường thoát nó xuống thử chỗ mình đi xuống chỗ mấy bậc thang thử ra xuống. Đứa thì nào trần hé. Đứa nó trần trần cho còn đi được mà. Đứa nó trần trần cho nó cũng không trần như mấy cái thoát kia. Hé. Đây nè, xuống cái đường nó đơn trả này. Đi được mà, nó không, đó là nó không có trừ như là ở Mình Lan nó lạnh cái nước đó, nó trừ lắm. Như các bạn thấy là người dân ở đây họ ra cái suối để họ bét ốc đó.
ở xa xa đó có những người, người dân đó họ ra bắt con đó mà không biết là gì. Lát nữa anh em cầu đi tới đi mua mấy con ốc đó là gì. Bây giờ mình cứ đi mang mang theo cái này. Bây giờ đi vô mấy cái đi qua đi. Đường nào nó bước đầu mà. Đi xe đường chả bọn hơn. Cái đường đây là cái đường suối, đường chảy xuống, cái thoát hồi nãy đường chảy xuống này. Bây giờ này chúng tôi cũng đang đi theo cái đường đây. Đi được không? Đi được không vậy? Mình đi theo cái lưng đó này. Nó đâu có trơn như bên kia đâu mà. Bên mình làng á, cái thớt mình làng nó trơn lắm. Thớt này đâu có trơn, cái đứa này nó hình như thì đi dạo phía tây như nè. Đi xịt lên phía tây như nè. Nam ơi. Đâu tới đó được rồi. Vậy nay chúng tôi đi về theo cái đường suối đồng chảy những bậc hơi trong mấy bậc thang là bắt đầu mà xuất phát xuống chỗ suối đó. Ủa bác ốc được nhiều không anh? Mấy con? Nhiều không? Coi thấy không anh? Ốc là ốc đó à? Ông anh kia ông bác được nhiều không? Như bây giờ là anh em chúng tôi bước lên trên cái suối rồi bắt đầu mưa qua những bậc thang mà người ta đây là làm bê tông cốt thép cho mình đi. Còn không biết là nãy xuống này nó rất là dễ, nhưng mà không biết đi lên đi cái nổi hay không. Đây là bậc thứ nhất nè. Bắt đầu bậc thang thứ nhất. Thứ nhất nó qua rồi. Đó, đó có quý vị và các bạn xem nha, đếm giùm tôi nha. Không biết là bao nhiêu bậc là bây giờ đơn đi lên. Nên kia rất đứng đó bọn ơi. Cái bậc thang này có thể nói là hơi mười mấy phần có dư. Hơi lắm không bọn. Nhưng mà không biết là đi xuống hồi nãy nó rất là khỏe mà đi lên. Nên nấu không rồi nè. Mà hơi anh kia anh đi nó nhanh quá, hình như anh đi quen xô chứ. Đi nhanh quá. Cái này nhạo xí như nước này, đi đến không? Thương. Đấy. Cứ bỏ mấy bà con đây rồi, người ta họ không dám đi du lịch là phải. Là sao có đủ con quá, không thể chinh phục được. Đi xuống thì nó rất là đơn giản, nhưng mà khi đi lên đó, như các bạn thấy này, quay lại cái khúc dưới bậc thang này, tham thảm. Rồi để quay lại khúc đi lên. Đi không nổi. Lên tính luôn á. Nó xa đủ lên tính luôn á. Không biết là mấy người dân ở đây mấy cũng như mấy này nên đi quen rồi chứ. Đi không nổi á. Cái này về làm gì anh? Dạ. Cái cây này về nó làm đồ tiền nó chơi. Vậy anh tiền làm gì? Nó hóa đồ đó. Hả?
Đây là anh em chúng tôi chinh phục cái đỉnh Thất Lô đã xong. Xin tạm biệt tất cả quý vị và các bạn nghe. Mệt quá rồi. Xin chào tạm biệt.